Hello mọi người, hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta đề thi vào lớp 10, đề thi chính thức của năm 2021 của Sở Thái Bình nhé. Trong đề này của chúng ta thì gồm có 50 câu, đó như các bạn đã thấy. Thì hôm nay thì cô sẽ chữa cho chúng ta đề này. Phần đầu tiên của chúng ta là về phần phát âm. Phát âm này của chúng ta thì kiểm tra có đầy đủ các loại luôn, không thiếu loại nào. Đấy, các bạn sẽ có ở đây là gì? Số 1 là âm S, đúng không? Số 2 của chúng ta là về... về nguyên âm, số 3 cũng là nguyên âm. Đấy. Và số 4 của chúng ta là âm ED. Số 5 là phụ âm nhá. Rồi, let's get started. Number 1, part 1. Phần đầu tiên của chúng ta là về phần phát âm. Đó. Rồi, số 1 này, bắt đầu. Số 1 này của chúng ta thì mọi người sẽ có âm S. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô là đáp án C. Chọn đáp án C này. Vì sao chúng ta chọn C? Bởi vì tận cùng bằng V thì chúng ta sẽ được đọc là âm Z. Còn ba đáp khác chúng ta sẽ được đọc cho cô là âm S nhá. Đây, walks, stops. Đấy, và ox. Đấy. Ok, tiếp theo chuyển đến số 2 này. Số 2 của chúng ta là đây là vào âm I, đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ có là practice. Đó, âm này là âm I. Device, office và service. So we choose B. 3. Chúng ta sẽ có là gạch chân và AR thì chúng ta sẽ chọn là cô đáp án ở đây. Trong câu này đó chính là đáp án gì nào? Các bạn ơi, các bạn sẽ chọn đáp án gì? Ở trong câu này của chúng ta sẽ chọn đáp án B cho cô nhé. Các em sẽ chọn đáp án B. Bởi vì B ở đây chúng ta sẽ được đọc là head, đấy là y dài. Thế còn ba đáp án khác chúng ta sẽ được đọc là E. Head, heavy và weather. Chọn đáp án B. Tiếp theo chuyển sang số 4 cho cô nào. Số 4 của chúng ta âm này là âm ED. ED này chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án là đáp án A nhé. Các em sẽ chọn đáp án A bởi vì sao? Bởi vì tận cùng bằng N, các em sẽ được đọc là D. Còn ba đáp án khác chúng ta sẽ được đọc cho cô là âm T. Dressed, matched và parked. Rồi, tiếp theo, number 5. Chuyển sang số 5 này. Số 5 của các bạn ở đây, các bạn sẽ có âm CH. Thì âm CH ở đây chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án là đáp án B. Bởi vì âm CH lúc này chúng ta sẽ được đọc là âm K. Đây chính là âm đặc biệt. Âm đặc biệt, âm CH bình thường chúng ta sẽ được đọc là âm CH, đúng không? Nên trong trường hợp này các bạn sẽ được đọc cho cô là âm K. Chemical. Thế còn ba đáp án khác của chúng ta thì chúng ta sẽ được đọc cho cô ở đây là change. Và đây là chance. Và đây là trick. Ok, good. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, số 6 nhé. Số 6 ở đây của chúng ta thì đây câu này là về liên từ. Thì các bạn sẽ nhìn cho cô ở đây là I was really tired. I couldn't sleep. Tôi khá là mệt mỏi. Nhưng mà tôi không thể ngủ được. Hai vế này là hai vế opposite, tránh ngược nghĩa nhau. Tránh ngược nghĩa nhau thì chúng ta sẽ chọn đáp án đây là mặc dù nhá. Đó, although thì vì mệnh đề. Tiếp theo chuyển sang số 7. I was still painful. Tôi vẫn rất là đau. Vì vậy mà tôi đi tới bác sĩ. Thì chúng ta sẽ dùng cho cô là từ vì vậy so. Bởi vì sau của chúng ta là cộng với mệnh đề chỉ kết quả. Nào, tiếp theo chuyển sang số 8. Số 8 ở đây của chúng ta sau hope chúng ta sẽ đi với to verb bởi vì cấu trúc. Cái này các bạn học cấu trúc cho cô là cấu trúc verb to verb. Hope to verb có nghĩa là hy vọng làm gì. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang số 9 này. Số 9 này của các em thì các em sẽ có là suggested của chúng ta sau suggest. Mà xuất hiện một động từ thì chúng ta sẽ đi về verb ing luôn nhé. Có nghĩa là đề nghị, đề xuất làm gì. Đề xuất làm gì. Đó, ok, ok, got it. Đó, thế nên là ở đây mình sẽ chọn cho cô đáp án, đó chính là đáp án D. Đó, các em sẽ có ở đây là gì? Mary suggested going for a picnic by the lake. Now question 10. Mary doesn't like classical music. Câu này ở đây của các em thì các em sẽ thấy ở đây là kiến thức về câu hỏi đuôi. Doesn't thì đây là phủ định rồi, thì đằng sau chúng ta sẽ là khẳng định. Và khẳng định thì chúng ta sẽ chọn đáp án B cho cô nhé. Đó chính là does she. Tiếp theo chuyển sang 11 này. 11 ở đây thì chúng ta sẽ thấy câu này là về phần phrasal verb và các em sẽ chọn luôn đáp án đây cho cô luôn. Bởi vì các bạn sẽ học luôn cho cô ở đây là put on thì sẽ được hiểu xấp xỉ như từ wear, có nghĩa là mặc cái gì đó.
Đấy, mặc cái gì thì trong cái câu đằng sau của chúng ta là chúng ta đã có ở đây là her coat, là cái chiếc áo khoác. Đấy, mặc áo khoác đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ là put on her coat. 11 chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án A. Tiếp theo chuyển sang 12 cô nào. Câu 12 ở đây của chúng ta là my grandfather. Ông của tôi thì có thể nói được bốn ngôn ngữ. Đó, bốn ngôn ngữ đúng không? Ở đây thể hiện là ability to speak. Đó, để thể hiện là cái khả năng để có thể nói được ngôn ngữ. Thì các bạn sẽ hiểu ở đây là để thể hiện khả năng. Năng lực có thể làm gì thì chúng ta sẽ dùng cho cô, đó chính là từ can nhá. Can của chúng ta có nghĩa là để diễn tả khả năng. Ability to do something. Tiếp theo chuyển sang số 13 nhé. Các bạn sẽ có ở đây là gì? My mother is 5 years gì đó than my father. Thì từ keyword ở đây của các em đó chính là từ than. Than ở đây đó chính là cấu trúc của so sánh hơn. Và so sánh hơn ở đây thì chúng mình sẽ chọn đáp án cho cô là đáp án D nhé. Chúng ta sẽ có là younger than, trẻ tuổi hơn. Tiếp theo chuyển sang 14 này. 14 của các bạn thì các bạn sẽ sử dụng là gì cho cô đây trong câu này? Các bạn sẽ có ở đây là câu này là về phần từ loại celebration. Đây là danh từ, trước danh từ sẽ là một tính từ, và tính từ ở đây thì các em sẽ chọn cho cô đáp án là đáp án B nhé. Tết is the most important celebration for Vietnamese people. Tết là một dịp rất là quan trọng cho người dân Việt Nam. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang 15 nha cô nào. Câu 15 ở đây của các em thì các em sẽ nhìn thấy là có nurse, là có y tá. Thế thì y tá ở đây thì chúng ta hiểu là là một y tá. Đúng không? Để thể hiện nghề nghiệp, và nghề nghiệp ở đây thì chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án là đáp án B nhá. Đó. Ơ hoặc ân của chúng ta sẽ đi với danh từ chỉ nghề nghiệp. Đó. Chúng ta sẽ đi với danh từ chỉ nghề nghiệp cho cô. Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho cô số 16. Câu 16 ở đây là what, và đằng sau ở đây chúng ta có từ match đúng không? Câu này đây chính là câu điều kiện loại loại mấy nhỉ? Loại mấy nào các em hãy có thể nốt xuống dưới cho cô. Thì bây giờ câu này của các bạn thì các bạn sẽ có đây là câu điều kiện loại 2, và điều kiện loại 2 thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D nhá. Đáp án D bởi vì câu này ở đây nó còn là câu hỏi nữa, và câu hỏi chúng ta sẽ cần sử dụng dạng đảo ngữ là what would you do if you met an alien from outer space? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà bạn gặp một người ngoài hành tinh đến từ ngoài vũ trụ? Tiếp theo chuyển sang 17. The students in Taiping City are trying to. Thì đang nỗ lực làm gì? Các bạn học sinh ở Thái Bình. Thì chúng ta hiểu là các bạn học sinh nỗ lực làm gì thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô đó chính là đáp án B nhá. Đó chính là make effort to verb. Nỗ lực để thi đỗ. Make effort to verb. Nỗ lực làm gì? Tiếp theo chuyển sang 18. Nào, câu 18 ở đây của chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ thấy câu này là câu ước, và câu ước thì chúng ta sẽ cần lùi thì các em sẽ có là chủ ngữ này, sau đấy các bạn sẽ đi với which, rồi đến với chủ ngữ số 2 cộng động từ lùi thì. Đó, và động từ lùi thì ở đây thì chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án, đó chính là đáp án B nhé. Các em sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo chuyển sang số 19 này. Số 19 của chúng ta là mặc dù cái ngôi trường mới này được xây vào năm 1989, it still looks new now. Nhưng bây giờ nó trông khá là mới đúng không? Thế câu này ở đây là thể hiện kiến thức về câu bị động nhé. Và bị động thì các em luôn luôn là các em sẽ có cái kiến thức của chúng ta là luôn luôn sẽ là to be cộng với phần từ 2 đối với dạng đơn. Và quá khứ thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô là was or were. So we choose be. Was built. 20, autumn is my favorite. Autumn thì các bạn hiểu ở đây là một mùa trong năm. Và mùa thì chúng ta hiểu là chúng ta sẽ dùng cho cô ở đây, đó chính là season nhá. Autumn, đó chính là mùa thu. Now, 21, Vietnamese people clean their houses to welcome the Lunar New Year. Người dân Việt Nam thì như thế nào? Lau dọn nhà cửa, đúng không? Đấy, lau dọn nhà cửa để chào đón Tết âm lịch. Thế thì chúng ta hiểu là lau dọn thì các em sẽ là từ clean nhé. Tiếp theo 22, long như thế nào đó. Các em sẽ nhìn thấy dấu hiệu ở đây, đó chính là a few years ago. Cách đây một vài năm. Đấy.
Thì bây giờ câu này của chúng ta thì các bạn hiểu là gì? Chúng ta hiểu đây là một cái điều mà đã xảy ra ở quá khứ đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án C. Đấy, về dấu hiệu của từ ago. Tiếp theo chuyển sang 23 cho cô nào. Câu 23 ở đây là cô gái người mà đã giúp đỡ bạn hôm qua thì sống cùng với gia đình chú của tôi. Thì chúng ta sẽ có ở đây là đại từ quan hệ. Và lúc này ở đây từ cơn là chỉ người. Chỉ người đây đây là động từ thì chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô là đáp án B nhé. Tiếp theo chuyển sang 24 này. Câu 24 ở đây của chúng ta thì sau to be chúng ta sẽ đi với tính từ. Và tính từ ở đây chỉ cảm xúc thì chúng ta sẽ dùng cho cô là excited. Đó, excited. The children are excited about the coming holiday. Những bạn nhỏ thì rất hào hứng về cái kỳ nghỉ sắp tới. 25. When I gì nhỉ? I will give him joy regards. À, thì câu này các bạn sẽ nhìn thấy trong câu này các em sẽ để ý về phần thì một chút. Ở trong câu này ở đây của chúng mình là sau người ta dùng từ will là tôi sẽ tức là chưa gặp. Đó và chưa gặp thì chúng ta không thể dùng cái từ này được đúng không? Và chúng ta khi ở trong mệnh đề phụ là chúng ta sẽ không được sử dụng ở dạng tiếp diễn nhé. Đó, và trong câu này ở đây là chưa gặp thế nên ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô là đáp án D. Và cấu trúc này các em hiểu tương tự như là cái câu điều kiện ấy. Đó, tức là vế một của chúng ta khi là if này hoặc là when này, đó thì chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề phụ, sử dụng động từ ở hiện tại. Và đằng sau của chúng ta sẽ là chủ ngữ rồi đi với will cộng verb. Nhá. Tiếp theo chuyển sang 26 này. The trip to the park started. Là cái chuyến đi tới công viên này thì bắt đầu lúc mấy giờ? Thì bắt đầu lúc mấy giờ chúng ta sẽ dùng cho cô ở đây là giới từ at. At half past seven tomorrow. Tiếp theo chuyển sang 27 về phần clauses. Về phần clauses ở đây của chúng ta các bạn sẽ nhìn thấy có từ presents là món quà. Món quà ở đây các em sẽ chọn luôn đáp án là đáp án A luôn nhé. Bởi vì đề này khá là dễ thế nên là cô xin phép sẽ chữa nhanh cho chúng ta vì đề khá là dễ. Đấy. Chúng ta sẽ có từ simple. Simple ở đây của chúng ta có nghĩa là đơn giản, đúng không? Ở đơn giản thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn cho cô là easy. This washing machine is very simple to use. Cái máy giặt này rất dễ để sử dụng. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang về phần opposite, từ trái nghĩa. Trái nghĩa ở đây của chúng ta thì mọi người có từ pretty là xinh đẹp thì sẽ trái với ugly xấu xí. Câu 30, he stops working because of heavy raining. Anh ấy dừng làm việc bởi vì trời mưa lớn. Thế thì dừng làm gì đúng không? Thì sẽ trái của chúng ta đó chính là từ tiếp tục là. Đó, chuyện A. Tiếp theo chuyển sang 31 này. What is your hobby, Mike? Sở thích của bạn là gì hả, Mike? Thì câu này là câu về tình huống giao tiếp và câu hỏi như thế nào chúng ta phải trả lời đúng và trọng tâm của câu hỏi. Đó, thì các bạn sẽ có là I like swimming. Oh. Vâng, tôi khá thích bơi. Tiếp theo, would you like to come with us for lunch? Bạn có muốn đến với đến nhà tôi để ăn trưa không? Câu này là câu mời nhá, một câu mời chúng ta sẽ luôn luôn trả lời cho cô là yes, I would love to. Vâng, tôi rất là muốn. Ok không? Ừ, rồi. Come with us for lunch là đi cùng với chúng tôi để ăn trưa không? Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang về bài Reading Comprehension, bài đọc hiểu nhé. Bài đọc hiểu này thì nói về một chủ điểm cũng khá là hay đây. Là bài chủ điểm về Earth Day, về ngày trái đất nhé, về ngày trái đất. Đây, tôi sẽ đọc qua list cho chúng ta ở trong về phần đoạn 1 này nhá, để chúng ta hiểu qua người ta nói với chúng ta cái gì. We celebrated Earth Day in my city last week. The idea of this special day began in the 1960s when life was very different. The first Earth Day was just in the United States on the 22nd of April, but it led to events every year all around the world. Câu này của chúng ta ở đây là gì? Chúng tôi tổ chức ngày của trái đất ở trong thành phố của chúng tôi vào tuần trước. Cái ý tưởng của ngày đặc biệt này bắt đầu vào những năm 1960 khi mà cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Và ngày trái đất đầu tiên được có ở nước Mỹ vào ngày 22 tháng 4. Nhưng mà nó đã dẫn tới sự kiện thường niên hàng năm. All around the world, khắp nơi trên thế giới. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào phần bài cho cô nhé. What is the topic of the passage? Về cái câu topic của bài này nói về cái gì?
Nói về cái gì thì chúng ta sẽ hiểu. À, nói về ngày trái đất đúng không? Ok, chúng ta sẽ chọn đáp án B nhé. Tiếp theo ở đây là gì? When did the idea of Earth Day begin? À, khi nào cái ngày này nó được bắt đầu đúng không? Ờ, cái ý tưởng của ngày này nhé. Ờ, các bạn chú ý nhé. Ý tưởng của ngày này khi nào bắt đầu? Ừ. Thì cái ý tưởng ở đây chúng ta sẽ thấy ở đây keyword số 1. Ý tưởng về ngày này bắt đầu vào những năm 1960. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án của cô là vào những năm 1960 nhé. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang 35 này. What did not happen on Earth Day last Saturday afternoon in the writer's town? Cái gì không xảy ra vào ngày trái đất? Vào ngày thứ 7 cuối cùng ở thị trấn của tác giả. Cái điều gì không xảy ra đáp án? Ở đây tức là các bạn sẽ chọn đáp án là đáp án not given. À, điều nào không xảy ra nhỉ? Oh, không xảy ra, ok không? Hoặc là chọn đáp án false, chọn đáp án sai. Đáp án A ở đây là people collected plastic bags for a week, là mọi người đi nhặt những cái túi rác khoảng một tuần. Oh. Đáp án B của chúng ta là lots of people rode their bikes around the town, là rất nhiều người thì họ đạp xe quanh thị trấn. Ừ. Tiếp theo đáp án C của chúng ta là people cycled through the streets, là mọi người đạp xe quanh đường phố. Và đáp án D là các xe ô tô thì phải chờ đợi. Ok rồi, thì bây giờ chúng ta hãy nhìn cô nhá, là mọi người làm gì và mọi người không làm gì, điều gì không xảy ra. Và cái ngày đó thì chúng ta hiểu ở đây là gì? Last Saturday afternoon. Và buổi chiều ngày đó thì rất nhiều người đạp xe đúng không? Ồ, thông tin này có. Yes, we have. Tiếp theo ở đây của chúng ta ở đây là gì? Ừ. Các bạn sẽ có ở đây là gì? So that the cars had to wait. Ồ, thế thì the cars had to wait cũng sẽ có nhá. Tiếp theo các bạn có ở đây là gì? What else? Okay. Anything else? Now everyone. Ở đây của các bạn sẽ có là gì? In other places, people collected plastic bags. Yes, we have, right? Alright, we have. Thế thì bây giờ các bạn sẽ có ở đây, các bạn chọn là gì? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có, ở đây ba đáp án đều có rồi. Thì chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án. Ở đây đó chính là đáp án C nhá. Là mọi người đạp xe cô anh cái đường phố là không có đúng không? No, I can see. Can't see, right? Không thể thấy được trong câu này đúng không? Có thấy không? No. No, no information. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang 36 nhá. Joy. Joy ở đây của chúng ta là take part in, có nghĩa là tham gia luôn, hãy khoanh vào luôn và các bạn hãy học vocab đấy luôn. Tiếp theo từ dumb của chúng ta ở đây, drivers ám chỉ cái gì? Drivers, bikes, cars or packs. Trong bốn đáp án ở đây, các bạn sẽ nhìn thấy cô ở đây là in them. Thì câu này chúng ta sẽ hiểu từ ám chỉ này thì sẽ thay cho một cái từ ở phía trước đó. Then, sau đó là chúng tôi nói chuyện với tất cả những người lái xe ở trong ô tô. Đấy. Sao nhỉ? Và cái xe đó thì chỉ có một người ở trong những cái chiếc xe này thôi, đúng không? Đấy. Thì ở trong những chiếc xe đó thì chúng ta hiểu ở đây đó chính là cars. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang về phần bài gap filling nhé. My village is about 50 kilometers from the city center. Từ thành phố là nó cách khoảng 50 km từ thành phố đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ là from the city center. Nó là một nơi khá là đẹp. Thì chúng ta hiểu ở đây place ở đây là danh từ. Trước danh từ của chúng ta sẽ là tính từ. Đó. Và tính từ ở đây của chúng ta thì các bạn sẽ là beautiful. Tiếp theo chuyển sang cho cô ở đây câu này là kiểm tra về phần liên từ as, but, so, however. Thì các bạn có ở đây là gì? The air is quite fresh. Cái bầu không khí ở đây thì khá là sạch đúng không? Fresh à, mọi người có thể hiểu cho cô là trong lành nhá. Fresh air, bầu không khí trong lành thay vì dịch là sạch nhá. Ok bởi vì sao? Bởi vì cái mùi của hoa hồng đúng không? Đấy khiến cho mọi người cảm giác rất là thoáng đãng, feel cool. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cho cô đáp án, đó chính là đáp án A, bởi vì, đó, as, bởi vì.
in spring và mùa xuân. My village, ngôi làng thì trông như thế nào đây? Như thế, a carpet with plenty of colors, trông giống như một tấm thảm với rất nhiều màu sắc, có rất nhiều các du khách. Du khách ở đây là chỉ người, và đằng sau đây là một động từ thì các bạn hiểu là chúng ta sẽ thiếu đại từ quan hệ chỉ người, đóng vai trò là chủ ngữ. Đấy, sẽ chọn là who nhé. Tiếp theo chuyển sang 42 này. It doesn't take the villagers much time. Nó không mất của những người dân làng quá nhiều thời gian để làm gì, thì chúng ta sẽ là to water the roses, để mà tưới nước cho hoa hồng. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang 43 cho cô này. Câu 43 ở đây của các em thì các em sẽ có câu này là về phần subject verb agreement, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây cho cô, trong câu này là and đúng không? Hai đối tượng với nhau, thì chúng ta sẽ chọn đáp án sai đây, đó chính là đáp án B. Và chúng ta sẽ sửa lại cô ở đây là O. Tiếp theo sang câu 44 này. 44 này là lỗi về song hành, về từ bổ ngữ. Reading, going thì đằng sau and ở đây thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án là đáp án D, và sửa lại cô là playing. Tiếp theo 45 này, 45 chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án A nhé. Về kiến thức của chúng ta là tính từ thì sẽ đứng trước enough. Thế nên ở đây các em sẽ phải sửa lại cô là O enough, bởi vì O đó chính là adjective. Tiếp theo chuyển sang 46. Câu 46 ở đây của chúng ta là về phần sang một dạng mới thôi, ta là biến đổi câu. Biến đổi câu ở đây thì mọi người sẽ thấy ở đây là người ta sẽ sử dụng của chúng ta ở dạng active, chủ động. They have built two department stores for 2 years. Họ xây dựng hai cái cửa hàng bách hóa khoảng 2 năm. Đấy. Thì cửa hàng bách hóa được xây dựng khoảng 2 năm, chúng ta sẽ sử dụng dạng bị động. Bị động sẽ chọn đáp án đi cho cô nhé. Two department stores have been built for 2 years. Tiếp theo chuyển sang 47 này. 47 của chúng ta kiến thức là don't forget to work, đừng quên làm gì, thì sẽ được viết lại bởi nhắc nhở ai đó làm gì nhá. Nhắc nhở ai đó làm gì, chúng ta sẽ chọn đáp án C. Đối với cái cấu trúc của chúng ta khi mà các bạn thấy là don't forget to work, đừng quên làm gì, thì chúng ta sẽ được viết lại bởi remind somebody to work. Đấy, gợi nhớ, nhắc nhở ai làm gì. Nhắc ai làm gì. Tiếp theo chuyển sang 48 này. Jack isn't here, he can't help us. Jack không ở đây, anh ấy không thể giúp được chúng ta. Thì nếu Jack ở đây thì anh ấy có thể giúp chúng ta rồi. Chúng ta sẽ chọn đáp án đây. Câu điều kiện thì chúng ta sẽ cần phải hiểu một tình huống ở hiện tại, thì chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 2 để nói đến một điều không có thực. Tiếp theo chuyển sang 49 này. Ben has learned English for 5 years. He can talk with English people. Là Ben đã học tiếng Anh khoảng 5 năm rồi, anh ấy có thể nói được với người bản địa đúng không? Có thể nói được với người Anh. Thì chúng ta hiểu là A, bởi vì nên. Mối quan hệ ở đây là mối quan hệ nguyên nhân kết quả, chúng ta sẽ chọn A. Tiếp theo, the last one. She lives in the house. The house is opposite my house. She thì sống ở trong một ngôi nhà, và ngôi nhà này thì đối diện với ngôi nhà của tôi. Thì chúng ta hiểu ở đây hai cái từ này của chúng ta là hai từ giống nhau. Đó. Và hai từ giống nhau ở đây thì chúng ta sẽ chọn cho cô, đó chính là đáp án D. Để mà không bị lặp thì chúng ta sẽ sử dụng đại từ quan hệ ở đây, đó chính là which. Ok, got it. Đó. Thế là cô đã vừa hướng dẫn chúng ta xong về đề thi vào 10 của tỉnh Thái Bình nhá. Đó. Thì cô hy vọng là bài học này sẽ rất hữu ích với các em. Nếu mà các em yêu mến cô thì các bạn có thể follow sub kênh của cô, đó chính là kênh ở trên YouTube Tiếng Anh Thu Anh. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người trong video tiếp theo của cô. Bye bye các em.